Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ, sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 12 tăng liền 4 ngày, giá tiêu xuất khẩu thêm 200 USD trên tấn. Giá tiêu hôm nay ngày 28 tháng 12 trong khoảng 82.000 đồng đến 85.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng một ký. Đây là ngày tăng thứ tư liên tiếp, trước đã tăng liên tiếp của thị trường trong nước. IBC đã điều chỉnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam thêm 200 USD trên tấn. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 84.500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 83.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng một ký tại Gia Lai và Bà Rịa, Vũng Tàu, giữ nguyên ở những địa phương còn lại so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ tư liên tiếp của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lumpong Indonesia chốt tại 3.893 USD trên tấn, tăng 0,49%. Giá tiêu đen Brazil Esta 570 ở mức 3.270 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia Esta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng Muntok 6.110 USD trên tấn, tăng 0,49%. Giá tiêu trắng Malaysia Esta vẫn giữ ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.900 USD trên tấn với loại 500 gram trên lít, loại 550 gram trên lít ở mức 4.000 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.700 USD trên tấn. IBC đã điều chỉnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 200 USD trên tấn. Hiện vụ thu hoạch sớm đã bắt đầu rải rác ở một số vùng của Đắk Nông. Ở địa phương này, việc phát triển cây hồ tiêu những năm gần đây đã lên tầm cao mới gắn với các chuỗi giá trị. Đắk Nông đã xây dựng được hai vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại hai xã Thuận Hà và Thuận Hạnh. Hồ tiêu Đắk Nông hiện đứng đầu khu vực Tây Nguyên và cả nước về diện tích, chỉ sau tỉnh Đắk Lắk về sản lượng. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 32.800 hectare hồ tiêu, sản lượng đạt gần 82.000 tấn, chiếm khoảng 40% diện tích và 43,3% sản lượng toàn vùng Tây Nguyên. Những năm gần đây, diện tích hồ tiêu Đắk Nông phát triển ổn định ở mức 34.000 hectare. Diện tích này phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh theo quy hoạch tổng thể của tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Năng suất hồ tiêu bình quân chung toàn tỉnh đạt 2,4 tấn trên 1 hectare, tổng sản lượng hàng năm đạt khoảng 70.000 tấn một năm. Đắk Nông đã có 547 hectare hồ tiêu được chứng nhận hữu cơ, khoảng 332 hectare áp dụng quy trình GAP. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.